Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ 5 ngày 13 tháng 3 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút trước phim truyền ý luật sư bào chữa tập 8. 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ đất nước mến yêu, lễ hội mừng sức khỏe Tây Nguyên. 7 giờ 20 phút ngày chủ nhật của em. 7 giờ 50 phút cầu vồng xanh cây đèn nhỏ. 8 giờ 20 phút em yêu khoa học Eureka. 8 giờ 35 phút chuyện lạ bốn phương. 9 giờ xây dựng thương hiệu mạnh, thương hiệu giới phân khúc thị trường. 9 giờ 25 phút phim truyện Việt Nam như một huyền thoại. 10 giờ 45 phút du lịch vòng quanh thế giới Dublin. 12 giờ chiếu phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc khách sạn 5 sao tập 9 và 10. 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. 14 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc chuyên án đặc biệt tập 4. 15 giờ 20 phút thế giới giải trí. 15 giờ 45 phút khoa học và đời sống bảo tồn động vật quý hiếm. 17 giờ chiếu phim truyện Singapore phụ nữ thời hiện đại tập 22, 23. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ những người bạn nhỏ. 19 giờ 30 phút ai nhanh hơn. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình hát với ngôi sao. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút ký sự quyền bí sông Hằng. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tình yêu pha lê tập 4. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 5. 23 giờ 20 phút sức khỏe gia đình. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.